Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 13 sửa đổi thông tư bổ sung số 07 năm 2015 về hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, quy định ngân hàng sẽ không thực hiện bảo lãnh thanh toán trái phiếu đối với doanh nghiệp phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ và trái phiếu phát hành bởi công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng khác. Đồng thời quy định chi tiết về việc xác định số dư bảo lãnh đối với chủ đầu tư khi các ngân hàng thương mại bảo lãnh trong bán cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai như sau. Số dư bảo lãnh là số tiền của chủ đầu tư đã nhận ứng trước của các bên mua theo tiến độ đã thỏa thuận trước khi nhà ở được bàn giao và giảm dần khi nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên mua chấm dứt. Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư thỏa thuận về thời gian thông báo số tiền đã nhận ứng trước của các bên mua, nhưng tối thiểu phải thông báo một lần vào ngày cuối cùng hàng tháng để làm cơ sở xác định số dư bảo lãnh. Thông tư số 13 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017. Thông tư số 241 quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017. Theo đó, người có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng: có phẩm chất chính trị, đạo đức thực hiện theo quy định tại điều 4 thông tư liên tịch số 50, điều 10 thông tư liên tịch số 263 và các quy định sau: có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có năng lực trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền toàn diện lãnh thổ, an ninh quốc gia; ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước; đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại thông tư liên tịch số 16 năm 2016 của Bộ Quốc phòng; tốt nghiệp đào tạo từ sơ cấp trở lên.